Hà Giang. Bình Hồng thường điệp, mời Bình Hồng toàn nghe chương trình thời sự tổng hợp cam tài của Đài Phát thanh Hà Giang vần này. Khai cón chương trình vần này lề lại cam tin. Tốt lăng cam tin bọn khỏi xe lần bờ bài, lại hoạt động và cần ké thổng luồm là, thổng Mỹ. Khả này mời Bình Hồng toàn nghe cam tin. Văn sau thông bình tiếp, tỉnh ủy đã khai hội nghị sơ kết, mở tối mở phong cách lề lối hệt việc của lại cấp lại ngành, tổ chức chính trị xã hội, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức đang thi hành công vụ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vương Bí Vàng hạch cố hội nghị. Dự hội nghị nhân bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, lại cần đầu ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo lai huyện, thành phố, các lai sở ngành của tỉnh. Lần báo bài quảng mở quan điểm lần báo của nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh và tiếp hạ. Mưa tối mở phong cách lề lối hẹp việc của lại cấp, lại ngành, lại tổ chức chính trị xã hội, cùng một cán bộ đảng viên, công chức viên chức đang thi hành công vụ, chay quan liêu, hành chính tiêu cực, phiền hà, tham nhũng, lãng phí. Cấp ủy chính quyền lai cấp đã bị tối mở, cùng một ốc khẩu hết đầy hà lại giải pháp, mì kết linh hoạt, sáng tạo, cấp đã chống đầy những kết quả đáng on. Đang lần hành lệ phong cách lề lối hẹp việc đang thi hành công vụ của lại cấp, lại tổ chức chính trị xã hội, từng bà bị tối mở, theo bà văn càng sâu sát đứt cơ sở, sợ đế cân dần, giải quyết thường lại việc đẻ mèn, cắp lầm. Cách lần báo của cấp ủy đảng bị tối mở, có việc tàn óc lại quy chế hẹp việc. Quay thần hẹp mài việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết, vài áo ốc kinh nghiệm, từng việc hẹp, cấp tập trung thảo cớ đại nhìn toàn hẹp nhạc hàng. Hội đồng nhân dân lại cấp, văn càng hạ hành đầy hà mới chất lượng hẹp việc cốt là. Mèn ốc đầy lai nghị quyết lo làng, mời hạch chủ trương quốc đảng, chính sách bắt buộc của nhà nước. Về cải cách hành chính, phân cấp quản lý nhà nước, chủ đảng tăng tình, văn càng đại hạch ốc quảng. Lại việc hạch bực cơ chế tù nâng, cùng bò tù nâng liên thông, đại hạch đại hà. Quá việc ở khổ hạch đại đứa, mời việc học các hệ tiểu hướng đạo đức cũ bác, ngàn đời hạch nghị quyết trung ương thí. Lần giúp hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã lần thần mời việc chủ động ốc cấp ở khẩu hạch đề án với chức danh vị trí việc hạch, vai trò mặt cơ sở đánh giá để làm nhất. Quá này phải tăng cường bị tối mở, đợi việc công tác cơ sở, cùng bò phải sâu sát đến cơ sở, và lần báo cơ sở, hạch đại hà tàng cá lại việc. Dù hội nghị là đại biểu đã tập trung đánh giá, quay lò, mới nhân toàn đã hạch đầy, nhân toàn nhàng khẳng, đã lúc ở khẩu hạch việc tối mở phong cách lề lối hẹp việc. Quá này cùng lần ốc, phải tàn óc những giải pháp phải cương quyết hơn, thảo viên đầy những ăn yếu kèm, hẹt những tiểu sót. Lần thường giúp hội nghị, ké Vương Bí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã on tinh thần trách nhiệm của lại đại biểu, đã bị những cầm đồng góp. Đến những cầm đồng góp, lê vần bị đồn phá, mở phong cách lũ hệt việc. Ban thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp thu, cấp giao hàng tiểu ban văn kiện, quay xét, ở khoảng nội dung báo cáo chính trị đại hội bữa nà. Việc nghiêm cấm kinh lầu, kinh bia, đập vừa ngày, phải vận đầy hết đầy hà hơn. Mười việc hành công khai dân chủ, đã một cơ quan đơn vị, giao hợp ban chỉ đạo, hành quy chế dân chủ, vận lần báo, ở còn hành đầy rứa. Ái lãnh đạo lai huyện, thành phố, phải quan tâm hơn, cán bộ đại khối đoàn thể, cùng một rút lại thôn bàn. Ban tuyên giáo lai cấp, chủ động tham mưu hợp cấp ủy, hành đầy mạc việc giáo dục chính trị tư tưởng, hạ cán bộ đảng viên, cùng một pin đồng cân sân lai dân tộc. Pin Hồng Thương Điếp, Trại Văn Sò Thông Bươn Thiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Đàm Văn Bống đã tiếp đoàn hệt việc nhóm lai nước Mỹ, New Zealand, Canada, Na Uy, Thụy Sĩ. Suốt nói tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đàm Văn Bống đã pion bái bò coi thường đáy của Đại sứ quán lai nước nhóm gờ thi đã khẩn tham các mỹ về hệt việc giúp tỉnh Hà Giang. Khen hàn lân mùa đi nhà bốn phả, viện hệt kinh tế xã hội, lại ăn ngay các bán giác, của mọi những ăn len mỹ thần cố hình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đàm Văn Bống lần lại vì qua ma vào đời ba coi thường đại cố đảng nhà nước, lại bộ ngành trung ương, lại chương trình dự án cố lại tổ chức quốc tế cấp phi chính phủ, của mọi nhóm lại nước gờ thiết đã đầu tư hứa học vì nào cần dân đã tỉnh lần thẳng lại, vì nào dân tộc nói cần lớn hát điếu, đã hứa học kiến giúp còn văn cố vì nào cần dân thông khứng,
việc tả rác tả khỏ, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, phát triển mở cộng đồng, đã mì lè chuyên tối đáy mẹ. Sống khẩn này, Hà Giang vẫn nhăng lệ tình khó, chính lòng hàn chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ai giúp mừng ná, vào đới chủ trương chính sách, ngân đầu tư của đảng, nhà nước, và cố gắng của cấp ủy chính quyền, ai tỏn đầy ăn hứa của đại sứ quán nhóm đại nước gọi thi lấn nát điếu, là chương trình dự án phi chính phủ lân thang lái, phải hứa pin nòng cơn dân Hà Giang nói bài phân hơi khó khát, bài khẩn đào hiệt kín, tả giác tỏ khó đề măn. Tới ná đại sứ quán nhóm đại nước gọi thi, mẹ Catherine, bí thư Tây Ết, đại sứ quán New Zealand, biểu bác và toàn tiếp đẩy mẹ của chủ tịch ủy ban nhân dân Hà Giang Đàm Văn Bống cho mạo đoàn. Khen hẳn on vào cố gắng của cấp ủy chính quyền tỉnh Hà Giang, đã lãnh đạo pin nòng cơn dân hệ kinh tế xã hội. Nhân lại việc hứa pin nòng cơn dân là dân tộc nổi cơn phù thùng tuy quái chập khó khát, phải khẩn đào hệt kín tả giác tả khó đề măn. Viện lần lệ viện hiệt, giáo dục, y tế, an sinh xã hội để tỉnh coi thường đáy. Bướng ná mẹ Catherine, ai bảo đối lại cơ chế chính sách của đảng, nhà nước, lại tổ chức quốc tế. Hà Giang phần to coi thường đầu tư lại hơn, hảo pin nòng dân tộc nổi cơn phù thùng tuy quái, phải cơn dân phải khẩn đào hệt kín. Các kiến trúc còn văn khúc bí nòng đầy đầy mẹ hơn. Văn so thông bình tiếp, Hội nông dân tỉnh Hà Giang đã khai hội nghị thi cán bộ hội cơ sở giỏi cấp tỉnh bài tại ất vì thông sinh tiếp thí. Thân đề bài thi này bị tiếp ất thí sinh, tối nay hàng tham bác cầu tiếp cán bộ hội nông dân của tiếp ất huyện thành phố. Nay lệ nhân cân đã đầy tròn, từ lại bài thi của lại huyện thành phố. Giúp bài thi, nhân cân mà thi bài này phải quá tham vấn thi. Hành lệ phân thi kiến thức, phần thi năng khiếu, các phần thi thuyết trình. Hội thi cán bộ hội đồng dân cơ sở giỏi bài tài ất. Đề bài, vài lại cần để giao lưu, trao đổi, học cần với những kinh nghiệm đại hà, đặc việc hạch quốc hội của cán bộ hội đồng dân xã phường thị trấn. Hội thi cán bộ hội đồng dân cơ sở giỏi tăng tỉnh bài tài ất. Là bài tập huấn bồi dưỡng bực kiến thức, mơ năng lực, cùng bỏ cách lên phóng bài quảng, mưa cách hẹt việc, hạ cán bộ hội hạch cốc giúp cơ sở. Quá bài thì ban tổ chức đã chắc đầy mới chất lượng của cán bộ hội đồng dân cơ sở, từ hẳn bị kế hoạch tập huấn bồi dưỡng mới trình độ nghiệp vụ mới việc hạch quốc hội. Quá này cũng đề xuất đối cấp ủy mới việc cán bộ góp phần xây dựng tổ chức cơ sở hội văn càng thờ vừng làm được yêu cầu của cùng việc hội. Thường bài thì ban tổ chức đã ao giải ất hàng huyện Bắc Quảng, thông giải thông hàng huyện Vị Xuyên cấp Xín Mần, tham giải tham hàng lai huyện Hoàng Su Phi, Mèo Vạc cấp thành phố Hà Giang. Khảo văn do cao bươn cao âm lịch công bí, vì nòng cơn tay rước xã Mồ Duệ huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang, tạo khai ốc phân kín chiêng pia. Lại lươn thì cắn hết lại đồ quốc kín từ pia này. Vì này xã nhắc khai ốc thì pia loài nằm men, này lên nương đà lại văn chiêng đầy mẹ của vì nòng cơn tay rước này. Chiêng pia xã Mồ Duệ huyện Yên Minh, mì từ việc liền pia này rước nà. Lê chiêng kín khảo mẫu đời trời ấy, khảo bắp thù ma đầy lái, vì nòng cơn dân hả chắc, kín chiếng pia cao hảo buôn phả đầy miạc, mảy mát khi on. Tặng lại đồ quốc kín đào văn này, để hết từ pia noài nà, mỏ pia chén, pia canh máy thùng, pia chi, pia đíp, vẽ nhân pia. Lượn hào đờ xả thằng văn này, cùng mì lại tốt kín từ pia noài nà, cắp đã đầy dư đào lại pí qua mà. Hồi thì pia noài lòi nằm men để pi nòng cơn xuân chuẩn bị từ văn con. Lại tùa pia noi na cái, đầy tròn ao ma này. Làng hàn phúc máy khảo lăng pia phải khiên pháo pê chía. Tùa pia hào thường tí con, lê tùa pia hàn thắng. Hồi thi đã ao ma đầy bao lùm la hào pi nòng cơn sân đã vân chiêng pia xuất xả màu duệ. Việc khai ốc chiêng pia còn pi xuất xả màu duệ huyện Yên Minh, mỹ điều dù đầy phong tục tây mẹ của pi nòng cơn sân xuất xả, mà nhàng khai quang việc liền pia, ao kinh tế quốc xả bê khứng. Qua này cùng ao mà đầy nét văn hóa đầy mẹc, ở lòng cơn pê la lìn thằng đấy huyện Yên Minh. Văn sọt thòng bình thiếp, hội chữ thập đỏ tỉnh đã ban giao mở thuyền máy hàng cân dân giúp thòng thôn Tân Tiến, Tân Bằng, xã Tân Trình, huyện Quảng Bình. Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân xã Tân Trình, huyện Quảng Bình, mở việc hứa thuyền máy vài cân dân giúp thòng bường phăng lồng thông bạc, thông trừng, cúc thòng thôn lệ thôn Tân Tiến, Tân Bằng, đầy pê ma ngay hơn. Đảm bảo an toàn bởi tính mạng đời mùa phao phuần nằm nòn. Hội chữ thập đỏ tỉnh đã vào đới trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Phòng công thương huyện Bắc Quang đã phải khảo quay
hẹn hồ sơ, dự toán thiết kế, phối hợp ban quản lý, phòng chạy ứng phó thảm họa trung ương, quay xét các phê duyệt. Theo hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã nhất trí hợp Pinong rút xả tận trình, thong ăn thuyền, cấp thong thiếp bộ thử khóa phào. Để tăng lại ngân vậy thử thong ăn thuyền cấp lại thử phào này, lê hơn thong bắc triều ngân. Khen hẳn, vài hợp Pinong cân dân dùng thuyền máy để đại hà. Hội Chữ thập đỏ cũng tình đã khai bài tập huấn, mở cách dùng thuyền máy hợp Pinong cân dân. Quá bài hư này, lê vậy ơi lòng lại tổ chức doanh nghiệp, trùng lành, hướng mở hư cộng đồng đã những lúc khó khăn. Để trợ ái, lê nhìn ăn thuyền máy này sẽ hứa Pinong cân dân giúp thông thôn tần tiến tần bằng quốc sản tần trình huyện Quảng Bình bay mà đấy an toàn lúc quá lồng. Quá này góp phần hứa Pinong cân dân bay mà đầy ngày, góp phần có bà bệ khinh mở kinh tế xã hội, hứa lai lan để bày thần trường học thử an toàn đầy mùa phà phồn. Qua mà, Ban chỉ đạo dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Bắc Quảng đã bảo đời trường trung học phổ thông Việt Vĩnh huyện Bắc Quảng khai nở lên cháu một việc ảo phù ảo mía con bí, bí nòng đào họ hàng ảo cắn. Ảo phù ảo mía mít bày đăng ký, cáp đốc lục tề thám họ lại nòng học sinh đào lên trường. Dù này, Ban chỉ đạo dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Bắc Quảng đã lên cháu một luật hôn nhân cấp gia đình, quy định việc dùng luật hôn nhân cấp gia đình đối là dân tộc nói cần. Nghị định số thống thiếp bị đón xuyên linh thiếp của chính phủ, quy định lò là mưa viên hiệt pháp lệnh biển phủ điều thiếp của pháp lệnh dân số. Những án mít đáy của việc ở phù ở mìa con phí, vì nào đó họ hàng ảo cắn, quá nở lần cháu, phải ở thùng cách nghỉ hào giáo viên học sinh của trường phổ thông trung học Việt Vĩnh, huyện Bắc Quảng, mưa những án mít đáy của việc ở phù ở mìa mít đăng ký, vì nào đó họ hàng ảo cắn. Tường ba ta phải việc ở phù ở mìa mít đăng ký, vì nào đó họ hàng ảo cắn các báo lục lại. Hứa lại nòng học sinh chắc lại ăn mít đấy, của việc ở phù ở mìa con phí, vì nòng đào họ hàng ảo cắn, sẽ bằng thường kín rút còn vàn lâu hở. Góp phần nào thùng chất lượng dân số, bảo căn thống luôn là hạnh phúc. Đào lại phí sở này, huyền sĩ mân đã khai quán chờ tay túa giúp chắc tràng huyền, và bày khẩn khúc chờ tay túa, đã ở mà viện hệt, ở thùng ngân thu họ lại lươn dẫn, các bảo kinh tế xã hội giúp huyền bày khẩn. Chờ phiên suốt tối trắng huyền xí mân, đại khai óc khó vân chủ nhật còng tuần. Mỗi bày chờ mi hàng phát tùa vài tùa mò, đại áo thân này khai. Biển lần lê khảo lại bày chờ hàng phí, mò vài áo thân này khai lấy khẩn thong bác tùa. Chờ tay tùa giúp huyền xí mân, đã khai óc bài bài mát đào liền tay tùa. Hẳn lê bì nòng cường dân đã chắc thử mò vài đóng mắc quan biểu, sau ngọ bày chờ khai, hãy cần buồn thân thử rút lươn. Số ngân lại từ tùa mò tùa vài nướng, từ nướng thông thông chiều mướn. Mỹ điều áo mà ngân thù hòa pi nòng cơn dấn, mà nhàng lê thì ính vậy pi nòng khai quảng đơn tơi tùa của đảo lườn. Khèn hàn cơn dấn đào huyền, nhàng khai quảng đinh đam phước nhá về chấm hỏi liền mò vài cú lần là, vừa khai bài yêu ngân. Hàn đài những ăn đầy mẹ cú chờ tơi tùa, huyền sĩ mân đã lên cháu pi nòng cơn dấn khai quảng đinh đam phước nhá liền quân mò vài. Đã cách nghiệp kinh tế xã hội của huyện, liền tơi tùa đẩy có lẽ ba bè cài luống. Vì khăn này đoàn tơi tùa của huyện xí mân pia mến, cắp lái khẩn qua từng tí. Tàng huyện mì nửa thiếp sóc xiến thóng bác tùa vài, đoàn mò nửa bếp xiến tùa. Khai quáng đoàn tơi tùa, vừa hứa pi nòng cơn sơn mì mò vài hết lê nà. Tàu hứa pi nòng cơn sơn ao thúng ngân thú, tả giác tả khỏ đẻ mến cắp mắn. Vậy khai quáng đoàn mò vài bên hàng khái. Nói về liền pi nòng cơn dân phải coi thẳng việc phòng chạy dịch bệnh. Khăn này huyền vi xuyến để hết xong việc tiêm phòng phải đề thóng hở mò vài. Huyền vi xuyến khăn này mì nửa tham huyết sóc xiến bác nừng tùa mò tùa vài. Tốt làng bươn nừng về tiêm phòng, thường thường bươn cáo bị đau xuyến linh thiếp thi. Huyền vi xuyến đã tiêm đẩy tham thiếp hạ xiến, hạ bác liều vaccine loan bác lòng lệp khá, hở tay tùa rút thóng thiếp thi xả thị trấn. Việc tiêm phòng khu huyền vi xuyến hết đầy cáo thiết phân việc tạt nóc, chư tùa vài hợp kê cắp đảng pha lục. Qua lại bị bày tiềm phong hở hắn, ý thức của bị nòng cơn dân đã thùng khẩn bên lân. Chính lòng hẳn đoan tơi tùa, đẩy tiêm vaccine lại hơn sau đời lại bị con này. Việc tiêm phòng vaccine hở đoan tơi tùa, đẩy thu y huyền bầu đời lại xa các bị nòng cơn dân hết bắt điếu, tiêm thường hào lệ song thường hắn. Khen đời việc tiêm phòng vaccine luân bác lòng lập khá bày tay thòng hở đoan tơi tùa.
đào lái văn bường ná, trạm thú y huyện Vị Xuyên, vườn tàu cấp xiến liết xá hào lè xa thị trấn, phải phun tiêu độc khử trùng rút lại ti liềng tây túa, hay lè ti sảy hóc gì bệnh. Mới pin hồng toàn nghe tiếp bòn khỏi lần bờ bài, lại hoạt động vài cân ké thổng luôm là, thổng mỹ ích. Đấy bà phát triển của mỏ khai quang, cô lại câu lạc bộ, chăm còi, cấp phát huy một vài trò của cần ké giúp đỡ tăng tình là. Nhưng vì sản này, đấy nhân toàn đã chống tại đàng lần của hội cần ké lại cấp. Cần ké đã cấp đàng, mi lại hơn cơ hội để tham gia khỏi lại hoạt động đầy mạc, luôm là, hồm lèng, cấp thổng mỹ ích, đời tây thổng quang văn. Hành cùng lê nhân toàn chống đầy có việc khai quang một việc hạch của hội cần ké lại cấp, phát huy vai trò của cần ké đang sự nghiệp đại đoàn kết ổn định tối mới cấp về khẩn của tỉnh lượn khâu hà giới chào công văn thiên lại bay tập thể dục tạo đầy khai quang rút lại công viên của thành phố Hà Giang đa phần quén áng khoảng hà tiếp cần kế pi giúp phường Trần Phú từ lại pi này trao dơ cùng tham gia câu lạc bộ tập thể dục tiến sinh. Mi cần đã bé thiết bị, cần ón nhất cùng sở sâu thiết bị. Xong cần giờ cân hẳn cùng đều luôn là tập những bài thể dục này. Lại động tác cũng những bài tập thể dục này, hứa những cân ké, hẳn luôn là cấp hồng lành hơn. Mi điều lộng hẳn, tham gia câu lạc bộ tập thể dục dưỡng sinh, lại cân ké như mi cơ hội, thử hồng lành để giao lưu, để lại bài thi đấu, đau tình của một lúc dài tỉnh táng. Nay cùng đề tì, và chia sẻ với những cam truyền còn văn vài lại cân ké cam nhận hắn luôn là hắn là hồn lèn hắn là thổng bị ít hơn đời tây thổng còn văn bà Phan Thị Dầu chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh phường Trần Phú thành phố Hà Giang lần khỏi là nền báo bị nòng lè là phải chịu khó óc sân phải tập thể dục sẽ hơn là hồn lèn hơn nó là câu lạc bộ dưỡng sinh câu lạc bộ thơ ca cùng lề cách sinh hoạt đàng trồng phúc cần ké giúp lại hồi cần ké xã phường thị trấn và này nơi sinh hoạt của câu lạc bộ thơ ca phường Ngọc Hà thành phố Hà Giang phấn lại thời gian chấm hở hồi viên lần mưa những bài thơ là viết óc hắn lên những cam thơ bài hát on mưa đàng mưa đất nước on mưa pa tối mới của âm đình phù thùng Hà Giang có thể lần hắn lên những cam thơ bài hát đang viết giờ hay nhang bi tính nghiệp sử xong những cần viết óc những cam thơ cam hát này đã hờ hanh đang buồn nợ sinh hoạt lâu này đã hơn những cần ké hắn ái hơn cấp hắn là luôn là hơn đến những bài thơ bài hát mỹ ý nghĩa lê thôn cháu lục làn bàn làng hát đầy hàn lai phong trào lai việc thi đua cùng bỏ chấp hành đầy đứa chính sách quốc đảng pháp luật của nhà nước việc dư cấp khai óc quảng bài việc sinh hoạt của lại câu lạc bộ thơ ca thực sự là việc hẹn mỹ ý nghĩa. Quán này đồng viên một tinh thần, cấp phát huy đại hà phong trào, cường lùng của cần ké. Ké Phạm Hải Yến, câu lạc bộ thơ ca Phương Ngọc Hà, thành phố Hà Giang lần. Từ lúc óc câu lạc bộ Hà Thần Khăn này, đã minh lai cân, chấp hoàn cảnh khó khăn tham gia khấu câu lạc bộ, thì câu lạc bộ cũng đồng viên, đóng góp ngân, vay hưa, nhưng cần chấp khó khăn. Quán này về lai cân, đầy luôm là, mì hồng lèng. Khả nay câu lạc bộ đã đại cấp ủy chính quyền các lại đoàn thể giúp phương lệ on do hẳn bọn khỏi hẳn nay lại ti in vài lai chửa đầy la lìn luôm là mi hoạt động nâng cùng mít kèm phân luôm là ơi lòng để lại cần kế tham gia hẳn nay lại câu lạc bộ thể thao bóng bàn cầu lồng cơ tướng câu lạc bộ sinh vật cảnh hình ảnh của lại lươn văn hóa đang buồn đang chào cùng mò đang chài mi lại cần ké tham gia tức cầu, tức bóng bàn, tức cử tướng, đa phần quén đến những cần giờ quá tàng. Đới lại hội viên câu lạc bộ sinh vật cảnh, hành tê lề thú luồm là, để bì ké, để trang trí bực quang cảnh, cũng lươn là, chống mặc không khí đầy hà, đầy thỏa sức, sáng tạo, để nghệ thuật uồn may cảnh. Ké Hoàng Duy Khiến, câu lạc bộ sinh vật cảnh Phương Bình Khải, thành phố Hà Giang lần. Trăm bài cảnh, mi điều hẹn hẳn là thêm đại hà. Mà giúp tỉnh, giúp thành phố, nhưng mi hồi, thì là ông khẩn phải tham gia. Bác hành trồm bấu,
bác cảm nhận long giờ khỏi hằn trong lòng. Mấy điều óc quàng để lại câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Khăn này vẫn lại cân ké, vẫn coi lo thường viện hạch kinh quân đơn là. Từng bà óc lại câu lạc bộ, mưa hạch kinh tà xác tà khò. Mà nghỉ chế độ hưu trí đã sở thiết bị này. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, tổ tiếp chất phường Bình Khải, thành phố Hà Giang. Tao chống tâm huyết cút là để việc liền tòi thùa. Chàng trai cút lươn bà, mi đò lại lòng tù liền. Cắp phùng thêm tiếp hát à, đồng bài lầm, đạp trúc, cắp ái phần khai. Bà Nga lần, đời vì cút là, việc tham gia mưa hạch kinh. Mục đích chính là hư là, mi tinh thần đáy khuê khỏa. Các hư lươn là, mi thêm những đồ kinh, đây chính là ngạch óc, đảm bảo an toàn vệ sinh. Chứ khỏi biết quay thần, lê xe chống mà đầy kỳ lại ngần. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, tổ tiếp chất Phương Minh Khai, thành phố Hà Giang lần. Lần mưa thu nhập, thì văn giờ cùng mì giá. Lần điều đoàn cái, mỗi văn óc đầy từ tiếp thòng, thần tiếp hà khẳng kháy. Nhằng nộp sau, thì mi khoảng bé tiếp thần cậu tiếp tùa. Khai môi tôi nộp sau, cùng đầy bán đần thi tiếp xuyên ngần. Nhằng khai cái thì đầy sốc xuyên ngân mồi khàng. Chưa lè hẹt vài bị thêm thu nhập. Sau này cùng lè, về là rèn luyện bờ hồng lèn. Kỳ bì giờ này, về coi lo bơi tơi thỏng vật chất của một tinh thần, đới những cần khé giúp đỡ tăng tình, đam mê những chuyển biến đàng trầm. Cần khé đã cấp đàng, mình lại cơ hội, tham gia khấu lại hoạt động đầy mạc, bổ ích, đỡ tơi thỏng. Hà hẳn lo nhất, lè bà phát triển văn căng quàng, cốt lại câu lạc bộ cần khé. Khả này giúp đời tình bị hơn cầu tiếp câu lạc bộ. Đang hẳn vấn này là câu lạc bộ mưa văn hóa văn nghệ, câu lạc bộ thể dục thể thao, câu lạc bộ mưa hạch kinh tà xác tà kho. Đấy tặng cá hội viên của lại câu lạc bộ cùng lai khẩn quán bồi bì. Nhất là đầu bì thông xây linh tiếp thí, ban đại diện hội cần khé quốc tình, vào đới sở lao động thương binh xã hội, ao khổng hết thử, mô hình, óc câu lạc bộ, liên thế hệ, giúp thông tì. Lên thành phố Hà Giang, cấp huyện Vị Xuyên. Dù câu lạc bộ liền thế hệ, cần ké chiếm thân chất tiếp phần, nhăng lăng, lẻ cần ón có thể tham gia. Nên là những kết quả đang trồng, hàng hành và cố gắng cài luồng của hội cần ké lại xã phường thị trấn, ban đại diện hội cần ké của lại huyện thành phố, cùng một ban đại diện hội cần ké quốc tỉnh, đợi việc vận động, quay lo thần tơi thòng, vật chất của những cần ké. Bà Đinh Thị Tì, phó ban đại diện hội cần khé thành phố Hà Giang lần. Đến lại xã phường thì đại đảng ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các loại đoàn thể bao cần chống điều kiện đầy mạc mưa cơ sở vật chất vay câu lạc bộ cần khé văn càng đại khai quang. Quá này ban đại diện cần khé của thành phố còn vì ban đại diện cần khé của thành phố cùng khai óc lại hoạt động và những cần khé để giao lưu mưa tức câu lồng bóng bàn các văn thờ. Hoạt động mưa văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, mưa hạch kinh con văn, quá lại câu lạc bộ, đã chốn mang những điều kiện đai mạc, vạch cần ké, mi mùi trường thỏng luôm là, hôm lành, cắp thỏng mỹ ích. Quá này hết đai mạc hơn, việc chăm coi cùng một phát huy vai trò của cần ké, chung bụi bản làng xà phường. Đới tiếp bét trừ khăm, đầy ban chấp hành trung ương đảng tặng hội cần ké Việt Nam. Hàn này bị ké, chỉ càng thùng, đơn gương lung, vì sự nghiệp xây dựng cấp sự tổ quốc cần ké lúc giờ cũng phát huy vai trò gương mẫu đợt càng cá là việc hẹn giúp cơ sở tham gia đợt việc xây dựng đảng mi cầm đóng góp còn lại văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh biên cấp thêm lại chế độ chính sách từ tỉnh thành cơ sở hồi cần ké lai cấp vào đến mặt trận tổ quốc hạt đại hà phải vận động tăng dân đoàn kết xây dựng tơi thỏng văn hóa giúp bản làng hạt đại mạc việc học cấp hạt tiêu gương đạo đức cũ bác cần ké cùng tham gia đại hà mưa hạt tiêu chí bản làng mới phát huy vai trò cũng cần cốc bản cốc làng chú đại nào lần báo mưa chấp hành đầy mạc pháp luật phong trào mưa sự an ninh tổ quốc và thao thi mì cốc ban đại diện hội cần ké tỉnh lần mưa tới tổng vật chất cùng mô tư tưởng đại cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm thân những cần ké tai thong lẻ đơn những cần khó thi đầy hư bưu bảo hiểm y tế cấp đầy hư đo mưa lại ngân chính sách chính đồng hành pin hòng cùng hành yên tâm thông luôn là cấp thầm hồng lèn thiền của những bài hát tập thể dục
đại khai óc con văn thiên khùa thiên lân truyền của nhân cần ké khâu mùi nơi chài chút tàng cá lai khu phố lai bài thơ bài hát gian dị vân đầy lai chừa chiền chút nơi sinh hoạt hàn vân mò dừng thiền lấn át bay tơi thổng buồn về nhồn nhịp song chống mặt giá trị cải luồng vây thon cháu lục làn lại biểu hiện lò làng nhất mưa ba chuyển biến đời chăm coi cấp phát huy vai trò của cần ké giúp một địa phương đời tăng tỉnh là phần này pin hồng từ điếp tiếp trình văn này mời pin hồng toàn nghe nông văn khang trên mưa ba lườn còi điếp cần hẹt viết đáy kim đi tạt cầm chứ non đứa chim ngồi ngồi à ơi ước rừ đây bây giờ đuôi ơi non ơi mưa chấm khâu pia tin ở mưa non chưa mày nòng chim bình luôn ơ bình ơ hàng cái nèm chữ nón ơ nàng cà nó nòng ơi à ơi à ơi mùng tù mày điếp chứ ơ nòng ơ la bài điếp nón à ơi nục chấp càng tỏ ron ơ khan ơ canh chung mẹ chiếm tay ơ vằn tay cái càng ơ mẹ giàu hôm mai ơ già ơ khinh lòng vành đâm bấy tia hồ điệp non rửa phối lèo ơ cầm ở đây hẹn chập não bấy mày cai trái và non nặng trái đó khâm coi phối chuyện sắc ở cầm nón nó chùm nục binh mà tô hết nơ rằng phong chớ son đố thanh cõi chụp mày ơi cái luôn cắm rụp mơ mơ già hờ đến béo cơ ba si ơ mùa à ơi à pin hồng thường điếp chương trình thời sự tổng hợp cầm tay của đài phát thanh Hà Giang phần này mì phát thanh viên Hoàng Huy Kim Thị kỹ thuật viên Bích Huệ hẹn thằng này lèo lèo và máy pin nòng đặt toàn nghệ chương trình thường tiếp.